Alo, xin chào các em. Hôm nay tôi hướng dẫn các em một cái rất là hay, chính là phương pháp INT. Với INT để sử dụng một số các cấu trúc phân mà chưa ấn này, thì ta có thể gom 3 ấn là hợp thành 2 ấn nhá. Thì cái phần nguyên này INT ấy, thì thực chất cái tên tiếng Anh của nó chính là integer, hàm phần nguyên. Vậy hàm phần nguyên ấy thực chất hiểu chúng ta trên hiểu đơn giản nó chính là số z của chúng ta đấy. Số z của chúng ta, nhưng mà khi một cái số giả sử như 6,9 này, thì cái số z của chúng ta khi lấy phần, khi người ta dùng hàm phần nguyên này thì z của chúng ta chỉ bằng 6 thôi, không phải là z, mà khi dùng hàm phần nguyên này thì nó chỉ lấy mình cái phần nguyên thôi. Thì có nghĩa là 6,9 này thì nó lấy là 6, trừ 5,7 thì nó lấy là trừ 5. Ok chưa? Giả sử như cái số trừ 3 INT của alpha đi, alpha của INT của 10 chia 3 chẳng hạn, thì nó bằng 3,333 đúng không? Thì cái phần nguyên của nó là bằng 3 thôi, vậy thì nó chỉ lấy là 3 thôi. Ok chưa? Tương tự này, đây tôi giải thích một chút. Đây, nếu fx của chúng ta là x bằng x chia cho 10 này, và x bằng x trừ cho 10 log nửa của x chia 10, vậy thì cái bảng giá trị của chúng ta sẽ như sau. Nếu x đi từ 1 đến 9 này, từ 0 đến 9 này, x đi từ 0 đến 9 đúng không, vậy INT của x chia cho 10 là luôn bằng 0, vì nó chia cho 10 thì cái phần nguyên của nó là 0 mà, còn phần dư nó không lấy rồi, được chưa? Tương tự gx của chúng ta sẽ là, đây gx của chúng ta sẽ là từ một, gx của chúng ta sẽ là đi từ 1 đến 9, vì cái trừ cái phần này đúng không, là sẽ là bằng từ 1 đến 9 đúng không, x trừ cho 0 mà, thì nó x đi từ 0 đến 9 thì gx của chúng ta sẽ bằng từ 0 đến 9. Tương tự nếu x của chúng ta đi từ 10 đến 19 đúng chưa, từ 10 đến 19 thì cái thằng fx của chúng ta đây bằng 1 này, được chưa, và cái thằng gx của chúng ta cũng sẽ bằng 10 bằng x này trừ cho 10. Vì sao? Vì từ 10 đến 19 thì cái thằng INT của x chia cho 10 này nó bằng 1, thì x trừ cho 10 thì nó còn lại mình giá trị là từ 0 đến 9, là khi x đi từ 10 đến 19 ấy, được chưa? Tương tự này, đây có một số cái như đây, có một số nhận xét như sau. Với giá trị của x nguyên, với một x bất kỳ nguyên ấy, thì fx và gx đều nhận một giá trị nguyên và thay đổi theo dạng này. F0 nha, nếu f bằng 0 này thì gx đi từ 1 đến 9 này, 0 đến 9 này. Tương tự nếu fx bằng 1 thì gx cũng đi từ 0 đến 9. Tương tự fx bằng 2, x bằng 3 đấy. Thì đấy, một cách tổng quát này, nếu như hàm INT của x chia alpha này và gx bằng x trừ alpha nhân với lại INT của x chia alpha, với alpha là hàng số tùy ý. Đây, với giá trị f0 đây, ra nguyên nhá. Đây, một số cái này không quan trọng đâu, thì mình vào ví dụ tôi sẽ nói cụ thể. Đây, thường này, khoảng thay đổi giá trị của gx phụ thuộc vào hàng số a này, tùy ở bài toán số hàng số a này, hợp lý này. Và các em lưu ý này, cái thằng x này nó sẽ chạy khi mình khảo sát ấy, thì nó cũng có thể chạy là từ 1 đến 40 hay 45 gì đến 100 thì tùy nhá. Và đây fxgx thôi, để xíu nữa tôi sẽ vào ví dụ tôi sẽ hướng dẫn cụ thể. Rồi. Đây. Một cái ví dụ này. Thì cái ví dụ này rất là cồng kềnh nhá. Thì nó nhập, tôi nhập máy thì nói chung hơi lâu đấy, thì cái phần này tôi sẽ nói về cái ví dụ nào ngắn gọn thì tôi sẽ cố gắng gõ nhé. Đây, phong tôi là một xíu đây. Đây, tương tự này, với cái nhà gọi đây cho tích phân căn của 1 cộng x bình trên x cho 4. Cái này là tôi chỉ hướng dẫn sử dụng INT thôi nhá, còn cái này có thể sử dụng một số phương pháp tích phân gần đúng hay một số nhẩm nghiệm mình đấy, tôi không có, ở đây tôi không nói đây nữa tại vì tôi có một video đã nói rồi. Ok, đây ta
ta quan sát đáp án thì thấy ABC là nguyên này, và đề bài đề này thực chất đề này thiếu, đề này cũng cho là ABC là nguyên, được chưa? Thì đầu tiên là tôi lưu tích phân vào A này, ok chưa? Vậy cái hàm đây tôi có A, B và C đúng không? Vậy thì nếu như cái này tôi sẽ quy hai ấn về một ấn, có thể quy ấn A là int của x chia cho alpha, và B sẽ là x trừ alpha chia cho trừ cho alpha nhân với int của x chia alpha, được chưa? Nhưng thường bài này tôi sẽ rút A ra nhé, rút A ra đây. Một cách rút ấn thì đây rút thì chỉ có chuyển vế đổi dấu thôi, thì kết quả cuối cùng để cho nó AB nguyên, AB A của tôi vào máy tính có thể nguyên đấy, thì tôi sẽ đây A cần A tôi sẽ bình phương lên thì đây là A bình nhân với A sẽ là A mũ 3, để cho A của tôi nguyên trong máy tính tôi dễ thấy ấy. Tương tự này, cái C của tôi chính là bằng Fx bằng int của x chia cho 10 đúng chưa, và Gx bằng x trừ cho 10 int của x chia 10 đúng chưa, 10 đây chính là alpha này, được chưa? Đây khi mà nhập vào máy tính ấy thì các bạn phải suy nghĩ một số cái điều kiện là gì. Thực chất thì đây không phải điều kiện đâu mà mình quan sát thấy thôi, tại vì khi mình sử dụng table ấy thì mình nhập được bao càng nhiều giá trị là càng tốt đúng không? Vậy cái lưu ý của tôi như sau. Thứ nhất, đây là căn thì có nghĩa là B của tôi sẽ là số nguyên, được chưa? B của tôi là số nguyên rồi. Và một cái nữa, nếu cái thằng x của tôi này x chia cho 10 nha, khi x đi từ 0 đến 9 thì cái thằng int của x này thì nó sẽ bằng 0, đúng chưa? Vậy thì C chẳng lẽ C bằng 0? Vô lý, đúng chưa? Vậy thì tôi xét với điều kiện x của tôi sẽ là lớn hơn bằng 10. Còn nếu các bạn thích thì các bạn cũng có thể khảo sát từ 0 đến 10 vẫn được. Ok, nhưng nếu như vậy thì sẽ rất là mất thời gian. Được chưa? Vậy thì tôi đặt C là Fx, được chưa? Vậy B của tôi sẽ bằng x trừ cho 10 nhân với int của x chia cho 10. Ok. Có nghĩa là sao? Có nghĩa tôi sẽ xét này. Với x đi từ 0. C bằng 0, C bằng 0 thì tôi thử C bằng 0 đúng không? Vậy với B bằng 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9. Được chưa? Tương tự xét C bằng 1. C bằng 1 thì B của tôi cũng tương tự 10 trừ cho cái thằng này. Mỗi hỗn độ này. Đấy, như cái bảng này tôi đây tôi phải gọi là cái bảng này. Đây. Đây này. Thì Fx bằng 0 này thì thay đổi này từ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 này. Tương tự F bằng 1 cũng thay đổi từ 0, 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9 này. Thấy chưa? Đấy. Vậy thì với mỗi giá trị của X ấy thì tôi sẽ lưu được một cặp giá trị là A và B đều B và C đều nguyên. B, C nguyên với mọi X ấy, với mọi X nguyên. Được chưa? Vậy thì khi B và C nguyên ấy thì bây giờ tôi sẽ khảo sát nó cho x này của tôi sẽ chạy từ 1 đến n đi. Vậy khi nào mà nó cho giá trị a nguyên này thì lúc đấy là cả a cả b và c đều nguyên rồi. Còn nếu như mà chỉ bảo là xét mình cái này thôi, xét mình cái này nguyên thì bất cứ nào thì nếu bất cứ x nào nguyên thì b và c đều nguyên, được chưa? Vậy thì khi tôi khảo sát này, tôi nhập này, đây c của tôi thay bằng cái này, đây b đây, b đây, b đây, c đây, đây. Như tôi đã nói thì lúc đầu tôi có thể loại được cái điều kiện là x của tôi sẽ lớn bằng 10. Tại vì x đi từ 0 đến 9 thì cái thằng int của x chia cho 10 bằng 0. Và cái lúc đó là c bằng 0 thì vô lý rồi. Được chưa? Vậy tôi sẽ nhập nguyên cái phương trình này vào A mũ 3 này. Đây. Nhập phương trình này vào khi tôi bắt đầu table tôi cho đi từ 10 và kết thúc bằng 54 này. Thì cái máy tính 580 ấy nó sẽ khảo sát được 44 giá trị đúng không? 44 hay 45 gì đấy. Thì lúc đó tại khi x bằng 35 này, x bằng 35 thì fx của tôi bằng 8 này, fx bằng 8 chính là a, mà a chính là bằng căn bậc 3 của 8 đúng không? A mũ 3 mà. Tại vì cái này tôi đóng khung lên bình thì nó chỉ là a mũ 3 đấy, căn bậc 3 của 8 chính là 2. Và c của tôi có đúng là tôi đặt c bằng x chia cho 10 không? Và x chia 10 35 chia 3 chính là bằng 3. Lấy mình thằng nguyên thôi.
tương tự B của tôi là bằng 35 trừ cho 10, DMT của 35 chia 10 bằng bằng 5. Ok. Đây rồi, tôi xem nào. Ok, tương đương với như cái câu này này, số rất là to luôn đấy, nên là cái phương pháp này thì tôi chỉ nói cho các em biết thôi. Áp dụng được hay không là cái tùy thuộc vào các em. Nếu như ABC nguyên ấy, thì ABC nguyên mà số nhỏ nhỏ thì có thể áp dụng vô tư, còn số lớn lớn thì nếu như mà các em làm ấy thì có thể các em phải sử dụng cái table từ khoảng tầm 2 lần hay 3 lần nếu như số to ấy. Đây như cái này đúng không, như cái này đây, rút A, lưu tích phần này vào A này, sau đó bằng căn của A trừ căn B trừ căn C, và A của tôi sẽ bằng A cộng căn B cộng căn B cộng căn C bình phương lên, thì là sẽ ra A căn A tất cả bình thì bằng A đúng không. Bây giờ tôi cũng tiến hành đặt D bằng X chia cho 10, thì C chính là bằng X trừ cho alpha nhân INT của X chia alpha đúng không. C chính là bằng 10 trừ cái này, được chưa. Lúc này X lớn bằng 0 đấy, và khi đó tôi cũng có thể khảo sát là X là bắt đầu từ 10 cũng được, tại vì x chia cho 10 mà, x chia 10 thì từ 0 đến 9 thì b bằng 0 rồi, thì lúc đấy tôi cũng có thể khảo sát bằng 10 cũng được. Ok, thì cái bài này thực sự số rất là khủng đấy, thì mãi x bằng 124 ấy đấy, x bằng 124 thì mới ra được cái thằng fx này, mới ra được a bằng 32. Ok chưa, đây khi đó thừa được x bằng 124, fx bằng 32 thỏa mãn này, thì B của tôi chính là bằng 124 chia 10 là chính là 12 này. C này, C là bằng 124 trừ cho 10 INT của 124 chia 10 đúng không? Theo đúng công thức đây. Ok, ví dụ này. Đây, ví dụ này ngắn ngắn thì tôi sẽ bấm cho các em. Còn thực sự cái kia mà dài dài tôi nhập bằng giá lập ấy, rất là lâu, rất là mệt. Đó. Tôi sẽ đưa cái máy này lên đây. Ok, trước khi đưa tôi sẽ là giải thích cái này nữa nha. Được đây đây, tôi cũng đây cũng lưu tích phân vào A được chưa. Ok, với phần A này thì theo tôi dùng INT, nếu như tôi không dùng INT thì tôi rút trực tiếp luôn B trên C bằng E mũ A trừ cho A nhỏ, nhưng mà đây tôi nói INT. INT thì với BC này, BC tôi sẽ đặt B là đây, cái này là đặt C bằng INT của x chia 10 đúng không? Còn B là bằng x trừ cho 10 log lim của x chia 10. Đấy. Thì bây giờ tôi sẽ làm ngược lại đi. Tôi sẽ lấy B bằng INT của x chia 10, được chưa? Và C thì ngược lại x bằng 10 trừ cho log lim INT của x chia 10. Đầu tiên trước khi đó tôi phải lưu tích phân là này. Em mũ 2x trên cho em mũ từ 0 đến lên 2 đúng không? Đây, ok, còn còn chúng tôi lưu A nhá, shift A này, 18 này. Được chưa? Vậy A của tôi chính là bằng A lớn trừ cho đây đúng không? Bây giờ tôi đặt B bằng log INT của x chia 10 nhá. Lên này. Alpha INT. Vậy C của tôi sẽ vào chính là bằng x trừ cho 10 alpha INT của x chia 10 đúng không? Chia 10. X chia 10 thì bây giờ tôi có thể khảo sát, tôi lấy khi khi C bằng từ 0 đến 9, x đi từ 0 đến 9 ấy, là bằng 0 đúng không? Loại nhưng tôi có thể khảo sát từ 10 nhá. Từ 10 54 1. Ok.
Bây giờ tôi sẽ đi tìm fx nguyên và tôi lấy quất thôi. Đây, tại x bằng 23 này, tại x bằng 23 đúng không? X bằng 23, ok. Ôi đâu rồi? Ví dụ này đúng không? Tại x bằng 23 mà lúc nãy tôi đặt là thật cái gì ta, tôi đặt b là bằng lúc nãy tôi đặt b là bằng int của x chia 10 đúng không? B bằng int x chia 10 đi. Int x chia 10 thì có đúng vậy. X của tôi là bằng 23 không? 23 mà chia cho 10 bằng nhiêu? Mà dùng int thì nó b của tôi bằng 2. Được chưa? B bằng 2. B bằng 2 mà c của tôi chính là bằng x trừ cho 10. X của tôi chính là bằng 10 nhân với log nabla của x chia 10 mà cái phần int của x trừ cho 10 là bằng 2 đúng không? Mà x của tôi vừa đây tính là bằng bao nhiêu? 23. Đấy. Đây. Đấy nhá. Đây, vậy là a của tôi bằng 1 đúng không? Mà tính a bao nhiêu nhỉ? Đây, fx bằng 1 này là a bằng 1 này. Đấy, và b b chính là bằng int của 23 chia 10 là bằng 2. Và c của tôi chính là bằng 23, tại vì tôi đặt x là 23. 23 trừ cho 10 nhân 2 thì c của tôi lúc này cho bằng 3. Được chưa? Đây. Trường hợp thứ hai là có thể lấy int bằng 5 cũng được nhé, chia cho 5 cũng được này, nhìn trên 5 nhé, chứ không phải nhất thiết là 10 đâu. Mình sẽ khảo sát lại thì bắt đầu từ 5 này, ok chưa, đến 4 không cần phải đâu. Nếu như lấy chia cho 5 này thì cái chỗ đây sẽ là 5 này, ở đây là chữ ở đây, đây là 5 x chia 5 này, đây là 5 trừ cho int của x chia cho 5 này, tìm phần nguyên. Đây, vậy x của tôi bằng 13. X bằng 13 đúng không? X bằng 13 thì x bằng 13 thì c của tôi chính là bằng 13 chia cho 10 đúng không? 13 chia 5 đúng không? C vẫn bằng 2. Được chưa? Ở đâu? Đây là b chứ nhỉ? B bằng int của 13 chia cho 5 đúng không? Thì b vẫn bằng 2. Và c sẽ bằng 13, 13 trừ cho 5 nhân 2 là c của tôi bằng 3. Được chưa? Đây tôi đặt ngược lại với trong này thôi. Vậy để giải thích lại thêm một xíu này. Cái thằng x của mình ấy, thằng fx đây, gửi đi. Và x trừ cho 10. Điểm 10. Được chưa? Đây. Cái thằng x này đầu tiên là set fx bằng 0 này thì gx đi từ 0 đến 9. Được chưa? Tương tự này, x bằng 1 này thì gx cũng đi từ 0 đến 9 luôn. Đấy, tôi bây giờ này. Rồi. Lên đây, thấy chưa? Cái bảng giá trị đây, fx bằng 0 này, gx bằng 1 đến 9 này, tương tự là fx bằng 1 này, gx vẫn đi từ 0 đến 9 này, đây, x vẫn chạy từ 5, 6, 7, 8 này, chạy lên 17 này, thấy chưa? Ok, tương tự, nó sẽ chạy cái bảng tiếp theo. Ok, tiếp theo này đây nha.